ngập do mưa lớn, ngập do triều cường, ngập do ứ đọng nước cục bộ. Ngập nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ nhu cầu bức thiết ấy, một nhóm bạn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay vào thực hiện nghiên cứu vật liệu mới chống ngập giúp thoát nước tại các công trình giao thông công cộng với tên gọi bê tông rỗng. Trường của tụi mình là trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và trường thì nằm ở khu vực quận Bình Thạnh, thì đấy là một trong những trọng điểm của cái việc ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra là trong những cái ngày mà mưa như kiểu là bây giờ thì trong ngày đi học về thì là phải đối mặt với tình trạng gọi là tắc đường do hiện tượng là ngập lụt, tắc đường ở mấy tiếng đồng hồ. Ngoài ra là trong những ngày mưa nhỏ thì là có thể là có những ô tô và đi ngang qua có thể tạt nước cho mình bởi vì hiện tượng đọng nước. Thì đó là hai nguyên nhân chính mà khiến cho nhóm tụi mình quyết định là thực hiện cái đề tài này. Đối với những sinh viên, ngoài sức trẻ, sự nhiệt huyết và niềm say mê sáng tạo, ở các bạn còn là mong muốn góp sức cho xã hội. Nhưng để đi từ một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đến việc có thể ứng dụng vào thực tế không phải là chuyện đơn giản. Bởi ngoài kiến thức chuyên môn học được ở trường lớp, thầy cô, các bạn còn phải trang bị những kiến thức chuyên sâu hơn về bê tông rỗng. Những lần họp nhóm bàn ý tưởng, nghiên cứu tài liệu như thế này đã trở nên khá quen thuộc với nhóm nghiên cứu. Trong giai đoạn đầu của cái đề tài á, thì cái kinh phí là do nhóm tụi em tự góp tiền để làm. Từ những cái buổi mà nhóm họp nhóm ở thư viện, ở trường, ở quán cà phê. Ngoài ra là tìm mua những cái nguyên vật liệu ban đầu để làm thí nghiệm cái bước đầu. Thì đều là do nhóm tự bỏ tiền ra để làm. Và cũng rất là may là có 6 cái quá trình làm và có được một vài thành quả nhất định thì là đã nhận được cái sự hỗ trợ của rất là nhiều thầy cô. Ngoài ra là cả đoàn trường cũng như là ban giám hiệu nhà trường. May mắn, đó là thứ các bạn sinh viên nói về mình khi thực hiện đề tài này. Kinh phí mua vật liệu xây dựng được nhà trường hỗ trợ, được thầy cô cầm tay chỉ việc bổ sung thêm những kiến thức chuyên môn, khó khăn này đã vơi bớt. Các bạn dành thời gian chuyên tâm hơn với nghiên cứu của mình. Những viên bê tông rỗng đầu tiên thành hình là bao sự hồi hộp, chờ đợi và lo lắng của các thành viên. Cho đến khi chúng trải qua những thử thách cuối cùng về kiểm định chất lượng, các bạn trẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Các bạn trẻ sau khi lên kế hoạch, phân công công việc cho từng người, ai làm việc nấy. Người thì cùng một số bạn hỗ trợ khác đào đất thi công công trình thử nghiệm, người thì đổ khuôn bê tông cho kịp nắng, ai nấy đều rất hối hả làm việc. Các bạn không ngần ngại tự tay xúc đá, trộn bê tông, xách từng xô đá đi rửa, tự tay làm khuôn, dầm hỗn hợp, rất tỉ mỉ và cẩn thận. Giữa các tiết trời nắng đổ lửa, nhìn các bạn làm việc, nhìn những gương mặt mướt mồ hôi mà không khỏi cảm phục sức trẻ bây giờ. Với nghiên cứu về vật liệu bê tông rỗng của mình, nhóm bạn đã đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường và sáng tạo trẻ cấp thành phố, giành được nhiều sự quan tâm của người dân thành phố cũng như các bạn trẻ trong buổi liên hoan triển lãm Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 7 diễn ra vừa qua. Đối với sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh với cái đề tài bê tông rỗng nhằm mục đích giải quyết vấn đề, một trong những vấn đề chống ngập úng cho thành phố, tôi cho là một cái rất là tốt. Thực tế sau khi mà những cái hệ thống này có thể phát triển được, đưa vào ứng dụng thì có thể phần nào giải quyết được cái nạn ngập úng cho cái thành phố. Sản phẩm vật liệu bê tông rỗng của nhóm bạn trẻ ra đời đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết trước tình trạng ngập nghiêm trọng của thành phố đang diễn ra. Hy vọng rằng với tính ứng dụng cao và những ưu điểm của vật liệu mới này, nó sẽ sớm được đầu tư và đi vào cuộc sống như mơ ước của nhóm bạn trẻ trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống luôn có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi con người phải thích nghi. Có những thứ buộc con người phải chấp nhận, nhưng có những thứ chính chúng ta cần đấu tranh và tự thay đổi để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, vai trò của giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, với sức trẻ và trí tuệ của mình sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung, xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh và ngày càng tốt đẹp hơn.